Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, trong tổng số tiền 110 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân đến nay đã phân bổ được khoảng 6 tỷ. Sau vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố Hà Nội đã tiếp nhận tổng số tiền khoảng 110 tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân. Đã 2 tháng sau khi xảy ra vụ cháy nhưng đến nay, số tiền hỗ trợ trên vẫn chưa được lực lượng chức năng phân bổ hết cho các nạn nhân. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, sau vụ cháy, cơ quan chức năng của thành phố và quận đã có những hỗ trợ ban đầu để tạm thời ổn định cuộc sống cho các nạn nhân. Với số tiền 110 tỷ đồng của các cá nhân, tổ chức hỗ trợ, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, đến nay đã phân bổ hỗ trợ được khoảng 6 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, việc vận động quyên góp ủng hộ nạn nhân vụ cháy được thực hiện theo Nghị định 93 năm 2021 của Chính phủ. Nghị định này quy định về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc hiểm nghèo. Theo nghị định trên, thời gian tiếp nhận ủng hộ không quá 60 ngày, 2 tháng kể từ ngày phát động quyên góp. Nếu theo nghị định trên, thời gian tối đa kết thúc quyên góp ủng hộ cho các nạn nhân vụ cháy trung cư mini ở Thanh Xuân sẽ vào ngày 15 tháng 11, nhưng hiện thành phố, quận và phường Khương Đình đã ra thông báo dừng nhận tiền ủng hộ từ ngày 16 tháng 10. Căn cứ quy định trên, đại diện Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình cho rằng hiện các bước để thực hiện việc phân bổ tiền ủng hộ của các đơn vị cá nhân cho nạn nhân vụ cháy thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang được thực hiện theo đúng quy định.